Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay này có mang mẫu xe đạp Touring Lexus, một chiếc xe mang cái thương hiệu xe của một hãng xe ô tô và rất là nổi tiếng và đẳng cấp trên toàn thế giới. Và chiếc xe này có một cái độ rất là hiếm để cho các bác mà sưu tầm xe thì mua cái chiếc này nó có cái yếu tố sưu tầm rất là cao. Tại vì theo em được biết thì chiếc xe này là không được bán thương mại các bác nhé. Đó là không phải là bán thương mại mà là tại thị trường nước ngoài thì các bác phải mua xe Lexus, mua xe ô tô Lexus thì nó sẽ được tặng chiếc xe này. Đấy. Nên là nó có một cái độ hiếm rất là cao. Đấy. Từ hồi em buôn xe đến 8-9 gần chục năm nay thì đây lần đầu tiên em về được chiếc xe như thế này. Màu vàng rất là đẹp. Đấy. Nó không có model gì các bác nhé. Vì nó là bản chỉ sản xuất để tặng những khách hàng mua xe của Lexus thôi. Khung nhôm rất là chắc chắn rồi. Đã được sử dụng hết toàn bộ đồ của Shimano các bác nhé. Từ bộ phanh V này, phanh này thì rất thường hay gặp ở trong những cái xe bãi này. Phanh V Shimano, rồi lip, rồi đề Shimano Asiza, rồi đùi đạp, rồi đến gạt đĩa, các thứ để những cái chi tiết ở trên đây. Đấy, tay xả rồi tay phanh, đấy, phun hết một bộ của Shimano các bác nhé. Hình chiếc xe thì cũng còn rất là mới, từ lớp sơn thì sơn si thì cũng lên màu cũng khá là tốt. Đấy, sơn si là nguyên bản các bác nhé. Chỉ có những cái vết xước đã qua quá trình sử dụng tại thị trường nước ngoài. À, em nhập khẩu về nên là nó xuất hiện những cái vết xước không thể tránh khỏi thôi. Đấy. Còn lại thì tổng thể xe từ chất lượng khung rồi đến tất cả những cái bộ phận chuyển động về ổ trục là còn rất là ngon đấy nhé. Đấy. Đấy, tông màu vàng rất là đẹp, form dáng. Đấy. Rất là phù hợp cho các bác mà đi đạp thể thao hàng ngày, cần độ sức khỏe thì lựa chọn một chiếc Touring rất là hợp lý để đi trong phố, và đặc biệt là đây là một cái bản gọi là cũng không thể nói là limited được, tại vì nó không phải là bản thương mại. Đấy. Nó chỉ sản xuất để tặng cho những khách hàng mua xe ô tô của Lexus thôi. Kỳ là hiếm có cái xe này, và xe này thì em lại bán với mức giá chỉ có là bán cái giá tầm tiền bằng những cái chiếc xe của những hãng khác đeo những cái đồ này thôi, bằng tầm tiền như thế nha các bác nhá. Giá thì em sẽ nói cuối video một cái mức giá rất là rẻ cho các bác mua chiếc xe này về cái yếu tố sưu tầm xe hay là chơi xe gì à. Còn này là một chiếc xe mà các bác không thể bỏ lỡ rồi. Đấy, và dám sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Và thì có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà bọn em đăng lên kênh. Thì các bác ở trên điện thoại ấn cái mũi tên trở xuống ở đây. Đấy. Thì những chiếc xe nào mà em đề giá đây. Đấy, thì giá bên em luôn công khai. Để trên phần tiêu đề hoặc là các bác xem đến cuối video thì sẽ có giá bán của chiếc xe. Và những chiếc xe nào mà ở phần tiêu đề em ghi là đã bán thì tức là chiếc xe đấy đã bán rồi. Ngoài ra thì các bác hay hỏi là không nhận được thông báo mỗi khi mà xe lên kênh, thì các bác ấn đăng ký ở đây và ấn thêm nút chuông, chọn là tất cả để khi mà bên em đăng video lên kênh mỗi ngày một video thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Size đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 50 cm, từ khóa yên tới tâm củ phốt là 54 cm. Thì xe phù hợp các bác đi từ khoảng 1m63 đến khoảng 1m73 thì phù hợp. Chuyển động rất mượt mà các bác nhé. Đấy. Sử dụng toàn những đồ của Shimano thôi, thương hiệu Nhật rất là nổi tiếng về cùng xe đạp.
đậu gấp một lần. 8 tầng lít, sẽ sử dụng 8 tầng lít và 3 tầng đĩa. Cho 24 tốc độ khác nhau. Và giá bán của chiếc xe bên em đang bán là 7.900.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đã đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em bên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.